Xin kính chào quý vị và bà con. Hiện nay thì bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng và ngày mai 11 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh nằm ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ. Từ sáng mai thì ở Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7. Ở khu vực phía Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Xu hướng trong thời gian tới thì khu vực vùng biển phía Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông. Từ ngày 13 thì áp cao lạnh lục địa sẽ suy yếu và di chuyển dần ra phía đông. Riêng khu vực Bắc Bộ từ ngày 10 đến ngày 12 còn chịu ảnh hưởng kết hợp của dòng xiết gió tây trên cao hoạt động nên toàn khu vực Vịnh Bắc Bộ trời sẽ duy trì trạng thái là nhiều mây và có mưa phùn. Khu vực vùng biển phía Nam thì nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên với trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình. Riêng thời kỳ từ ngày 12 đến ngày 14, khu vực vùng biển Trung và Nam Trung Bộ còn chịu ảnh hưởng kết hợp của đới gió đông trên cao hoạt động yếu, thời tiết có mưa xuất hiện. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, không khí lạnh tăng cường khiến cho khu vực Vịnh Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong sương mù, gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 4, gần sáng mai thì gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Do thời tiết chuyển xấu biển động, cùng với đó là nhiệt độ giảm gây lạnh nên sẽ không thuận lợi cho tàu thuyền ra khơi đánh bắt và hoạt động trên biển. Vùng biển ở phía Nam Vịnh Bắc Bộ, thời tiết cũng sẽ chuyển xấu hơn từ ngày mai. Trong chiều tối và đêm nay có mưa vài nơi, sáng sớm mai có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 4, gần sáng mai thì gió Đông Bắc sẽ mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động không thuận lợi cho tàu thuyền ra khơi và đánh bắt. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Ngày hôm nay thời tiết khá ổn định, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5. Xuống từ ngày mai không khí lạnh tràn về nên thời tiết tại đây chuyển xấu, gió Đông Bắc sẽ mạnh dần lên từ 1 đến 2 cấp nữa. Thời tiết không thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động, khai thác và đánh bắt gần bờ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận bao gồm đảo Phú Quý. Không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh cũng như bất kỳ hình thế gây thời tiết xấu nào, nên thời tiết trên khu vực này khá ổn định, trời ít mây và không có mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, thuận lợi cho các hoạt động khai thác và đánh bắt. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau bao gồm Côn Đảo có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, biển bình thường. Trong thời gian này thì nghề lưới dê có thể khai thác cá thu, cá ngừ chủ yếu tại vùng biển ngoài khơi phía Đông Trà Vinh ở độ sâu từ 35 đến 90 m, cách Trà Vinh từ 30 đến 120 hải lý. Nghề cào hay còn gọi là lưới kéo có thể khai thác các loại cá đáy, mực, tôm ở vùng biển phía Đông Côn Đảo ở độ sâu từ 30 đến 90 m, cách Côn Đảo từ 20 đến 110 hải lý và vùng biển phía Đông Cà Mau ở độ sâu từ 20 đến 25 m, cách Cà Mau từ 30 đến 60 hải lý. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu. Mây phát triển nhiều hơn và gây mưa rào và dông vài nơi về chiều, nhưng chủ yếu là mưa nhỏ và thời gian ngắn nên tầm nhìn xa còn khá tốt, trên 10 km, gió đông hoạt động mạnh cấp 3, cấp 4, tàu thuyền có thể hoạt động bình thường. Vùng biển Vịnh Thái Lan trời ít mây, tuy nhiên là vẫn đủ để đem lại những cơn mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, thuận lợi cho việc di chuyển và đánh bắt của tàu thuyền. Khu vực phía Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa. Ngay sau khi bão tan thì không khí lạnh phía Bắc lại được tăng cường, gây ảnh hưởng đến khu vực ở phía Bắc Biển Đông. Dạng mây màn phát triển mưa sẽ tăng dần trong ngày mai và kéo dài đến vài ba ngày tới. Trong chiều tối và đêm nay, thời tiết trên khu vực biển sẽ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, thời tiết ổn định hơn, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 5. Xu hướng từ ngày mai thì gió Đông Bắc sẽ mạnh thêm, biển động nên cũng sẽ không thuận lợi cho tàu thuyền đánh bắt xa bờ. Khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Song Tử Tây. Mây dông vẫn còn hoạt động, tuy nhiên cường độ đã giảm hẳn, không còn mạnh như thời gian từ 1 đến 2 ngày trước. Nên trong hôm nay và ngày mai, thời tiết chỉ còn có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, tàu thuyền có thể hoạt động và đánh bắt bình thường. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Chúc bà con có những chuyến ra khơi an toàn và hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại!